Những điều thú vị về phụ tùng xe máy Dreamway Future. Phần 1. Ốc cạc tre của các cái đời xe mà nó từ đời 2000 trở về anh em, thì nó sẽ có cái ốc đầu số 10 nha, ốc cạc tre đầu 10. Còn với các đời 2000 trở về sau thì ốc cạc tre nó sẽ đời số 0 anh em nhé. Lốp bơm nhớt rồi của 100 anh em thì nó sẽ sử dụng là lốp bơm nhớt ti nha, lốp bơm nhớt ti ha. Còn với 110 thì nó sẽ sử dụng lốp bơm nhớt rời nha anh em nha. Và cái lốp bơm nhớt rời này nó khác hoàn toàn với lốp bơm nhớt ti nha. Đây, cái này nó sẽ lốp bơm nhớt ti này. Cái này lốp bơm nhớt rời này. Sự khác biệt giữa tay gen 110 đó là nó sẽ có chữ KFL anh em nha. Còn với tay gen Dream Thái ha. Đây, tay gen Dream Thái thì nó sẽ có chữ là GF6 nha anh em. Đó, khác biệt nha. Lòng của quay alpha và lòng của quay 110 thì chai piston nó có thể gắn được cho nhau nha anh em, nhưng mà cái lòng của quay 110 á thì nó sẽ dài hơn một chút so với lòng của quay alpha, và nó có thêm một cái tai ở đây nha anh em nha. Và cái ký hiệu chỗ này của nó sẽ là 108 cm khối chứ không phải là 97 cm khối giống như là quay alpha anh em nhé. Cuộn lửa quay alpha, quay thái 110 và cuộn lửa của Future 1 nó đều có thể xài chung cho nhau nha anh em nhé. Cho nên là nếu anh em mà hư cuộn lửa của Way 110 thì anh em có thể lấy cuộn lửa của Alpha hoặc là Future chúng ta gắn vô vẫn sử dụng ok ngon lành nha. Lửa chữ cong của Way 110, Way Alpha và Future 110 nó đều có thể gắn cho nhau rồi nha anh em nha. Riêng cái đời 99-2000 của Future và Way 110 Thái nó giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sơn thôi nha anh em nha.